Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Tiếp tục với những hướng dẫn hay ở trên điện thoại thì hôm nay mình sẽ giúp cho những bạn nào mà đang dùng iPhone, các bạn có thể cài lịch âm dương, các bạn muốn xem lịch âm dương trực tiếp ở trên màn hình chính. Những bạn nào mà chưa biết cách này thì hy vọng qua video này các bạn có thể tham khảo và thực hiện được nhé. Rồi, bình thường thì các bạn muốn xem lịch âm dương hoặc là các cái lịch khác ấy thì các bạn phải vào những cái trang web hoặc là các bạn tải app về thì mới thực hiện được. Thì ví dụ như mình vào cái lịch mặc định của điện thoại ấy, thì nó chỉ có lịch dương như thế này thôi nhá. Còn các bạn muốn xem chi tiết hơn, ví dụ như là ngày giờ này hoặc là những cái lịch âm thì các bạn không có ở trong cái mục này, nó không có. Thì để thực hiện thì các bạn hãy vào cho mình mục App Store của iPhone. Các bạn hãy tải cho mình một cái app lịch vạn niên nhé. Các bạn vào kho ứng dụng App Store, sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình là lịch vạn niên 2024. Và đây chính là cái lịch vạn niên mới nhất nhé. Các bạn sẽ chọn vào và các bạn tải về cho mình nhé. Đó, các bạn chọn tải về. Này, nó cũng giao diện như này thôi. Lịch Việt 2024, đấy là cái logo của nó nhé. Bây giờ các bạn đợi mình tải xong nhé, sau đó mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đó, thì mình đã tải xong nhé, nó hiện thị chữ mở như thế này là xong. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại màn hình chính của các bạn nhé. Thì để cài được cái phần lịch âm dương nó hiển thị trên ngoài màn hình chính này ấy, thì các bạn hãy thao tác cho mình như sau nhé. Các bạn nhấn giữ vào một điểm bất kỳ nhé, ở trên màn hình chính. Khi nào nó hiện thị các cái icon nó chuyển động như thế này là được nhé. Và tại cái phần màn hình chính các bạn nhìn trên cái phần là góc trái có cái phần dấu cộng nhé, các bạn chọn cộng vào. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Đấy, những cái ứng dụng nhé. Đây, các bạn tìm đến cái phần là lịch Việt nhé. Lịch Việt các bạn vừa. Các bạn tìm, đấy, nó chỉ ở trong khu vực này thôi. Đây, các bạn nhìn thấy từ lịch Việt chưa? Các bạn chọn vào. Đấy, thì tại đây, giao diện đầu tiên nó sẽ có cho các bạn là ngày cộng danh ngôn nhé. Các bạn nhìn ở đây nó sẽ có 5 cái giao diện. Tức là đây các bạn nhìn dấu chấm đây. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là nó sẽ có 5 cái kiểu hiển thị. Đầu tiên là ngày và danh ngôn này. Các bạn kéo sang bên trái. Tiếp theo là lịch Việt theo cái kiểu truyền thống, tức là lịch dương, lịch âm ở dưới này nhá, lịch âm nhỏ nhỏ ở phía dưới ấy. Tiếp theo các bạn kéo gạt sang, đấy, lịch Việt nó có kiểu như tiếp theo này, đây là kiểu thứ 3. Và tiếp theo, đây là kiểu thứ 4 nhá. Rồi, đây là kiểu cuối cùng. Cuối cùng này thì nó cũng giống như kiểu cái lịch ở trên máy mặc định, nhưng tuy nhiên phía dưới này nó sẽ có cái số âm lịch ở phía dưới nhỏ. Đó, nó sẽ khác cái bản thứ 2 này, là nó sẽ to hơn một chút. Đó, thì tùy theo các bạn nhé, tùy theo các bạn sẽ có thể chọn. Thì bây giờ mình ví dụ như mình sẽ chọn vào cái kiểu này nhé. Các bạn chọn vào, các bạn chọn vào kiểu này này. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình phía dưới là thêm tiện ích này. Đấy, thêm tiện ích. Ok, ngay lập tức thì nó sẽ chuyển động cho các bạn ra ngoài màn hình chính. Các bạn có thể di chuyển nhé, ở từng trang. Ví dụ như các bạn muốn di chuyển vào cái trang đầu này. Đấy, trang đầu này, các bạn kéo gạt nhé. Đấy, kéo gạt lên cái trang đầu tiên này. Đấy, như của mình ở đây, trang đầu tiên thì hiện tại cái phần icon nó chỉ có 4 hàng. Đó, các bạn cố gắng sắp xếp icon nó về phần 4 hàng nhé, để cho cái lịch này nó sẽ lên là vừa nhé. Khi các bạn ok, các bạn chọn cho mình là xong ở đây. Đó, vậy là bây giờ các bạn có thể xem cái lịch này ở trên ngoài màn hình chính nhé. Đó, dù các bạn vào ứng dụng nào các bạn trở ra, ví dụ như mình vào máy ảnh này, ra này. Đấy, nó vẫn hiển thị cái phần lịch ở trên ngoài màn hình chính này. Đó, ngày ở bên trên là dương nhá, còn âm lịch này nó sẽ hiển thị luôn âm lịch này. Đấy, 25 tháng 9 này. Đó, còn dương lịch là ở bên trên bình thường rồi. Ok, bạn nào mà chưa biết cách thì các bạn có thể áp dụng cái cách này. Mình thấy là rất là tiện cho công việc cũng như là các cái công việc của các bạn nhá. Cảm ơn các bạn. Đó, thì qua video này mình cũng vừa hướng dẫn nhanh cho các bạn cài lịch âm dương ra trực tiếp ngoài màn hình chính. Các bạn không cần phải mất công các bạn vào app hoặc là mất công vào những cái trang để các bạn có thể tìm để tra, tránh mất thời gian, thuận tiện cho công việc của các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và để lại bình luận dưới phần video giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.